Rồi, là tôi xin chào tất cả các anh em gần thủ đam mê câu cá tại Tổ quốc. Hôm nay tôi lên một clip gồm 14.000 con anh em. 14.000 con này 14.000 câu kiện Nhật. Thì hàng này sẽ là hàng cắm gốc nha anh em, tất cả đều hàng cắm gốc. Có cây số 1 là cây một khúc. Rồi, điểm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, hàng lỗi không chấm điểm lên đó, thêm sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cây thứ nhất em lên cho người là một cây cần dít hàng một khúc nha anh em. Thì cây này hàng em lấy từ Nhật về. Đó. Thì trước dịch em cũng có lên rồi, nhưng mà trước dịch có một anh đặt mà anh không có lấy được. Đây, hàng của Nhật anh em, hàng nội địa nha. Đó. Cây này thì không thấy tên, không số gì hết. Phèn là full sheet nha anh em. Đó, full sheet. Chất liệu cái là carbon nha, bu là full sheet luôn. Đó. Nhận phèn nằm anh em. Nhận cho anh em lua, câu dít. Đó. Lóc chẻm à, câu trên lưu biển cũng được, rất là ok anh em. Cây một khúc nè, cá ba khúc bá tam bát phu si tam hoàng. Thì cái này nặng là 150 gram, đọt là 2.8 ly nha anh em. Đó, cây số 1 giá là 1.000.000 nha anh em. Cây này tải mồi mát tầm khoảng 50 gram nha anh em. Ở đó dứt cả 50 gram là dư sức, cây khá cứng á, khoen ok nha mọi người. Rồi, giá cây số 1 1.000.000 nha anh em. Đó, giá cây số 1 là 1.000.000. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 em lên cho anh em là một cây hàng chiên cho anh em câu trên bè, trên thuyền nha anh em. Đó. Cây này một gắn là một cây cắm gốc hàng của anh Pha Taco. Đó. À, bắt anh Pha Taco bắt Pussy. Cán này cán ba khúc, cán được cao. Đó. Cần thì cây này là phan xít cho anh em. Đó. Nguyên bộ phan xít luôn. Bù xít chống sắn anh em. Đây. Phen chạy ở trên này là dạng phen lá nha mọi người. Mắc cái tem này. Đó. Thì cây này hàng của phụ lễ xuất Nhật mọi người. Đó. Tem xuất đầy đủ nha. Ngoại hình ok. Cây này cứng ra tầm khoảng 50-80 các mọi người, cứng ra tầm khoảng 50-80. Thì cái này nặng là 280 gram, đọt là đọt sợi tinh, đọt đặc, đọt là 2.3 ly. Giá công khai là 900k nha mọi người. Đó, cây số 2 giá 900k, hàng phan xít. Cây này dài 1m8 nha. Đó. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho người quẳng một cây cắm gốc hàng Holy Boston, hàng của anh Pha Taco nha mọi người. Bát tầm bát Fuji tam hoàng, hàng quản là hàng cắm gốc. Thì cái này dài 1m8, mà dài 1m6 thôi nha mọi người, dài 1m6 thôi. À, đọt quản là đọt sở thích tinh đặc nha mọi người. À, đọt quản là đọt sở thích tinh đặc. Phen quản là phân xít anh em, anh em nhìn thấy xít nó bóng bóng như này, xít bù trong sáng, bù xít thôi nha mọi người. Pussy. Đỡ xít nha. Thì cái này dài 1m6, độ cứng nó ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em, độ cứng 50. Cái này chia cho anh em ở trên bè, trên thuyền đó, dạng câu cảm giác. Thì cái này nặng là 205 gram, 295 gram, đọt là 1.9 ly. Giá công khai khoảng 900k nha nè. Đó, cây số 3 giá 900k, nguyên bộ phần xít nha nè. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người là một cây anh, một cây cần của Daiwa. Đó, cây màu vàng nha nè. Daiwa Holy Lock, đọt là đọt sát thứ đặc nha mọi người. Đó, cây này đọt sát thứ đặc. Thì cây này cứng 120, dài 1m8, bát tay qua đời cao. Hàng đây qua phen là phen Fuji nòng súng, bát là bát Fuji, bu và bu Fuji chống sắn luôn nè. Lỗi xít hết nha mọi người, mấy cây này lỗi xít hết. Cây này ngoại hình còn rất là đẹp nha anh em.
Đó. Thì cái này hàng của China xuất Nhật lên em đó, mà có đầy đủ nha. Đó, sao cái sao nó quậy thôi. Cán cán ba khúc độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em. Rất là mới luôn. Cái này chia cho anh em câu trên bè trên thuyền đó. Anh em lấy cái này nhất cũng được. Đó. Câu trên bè trên thuyền đánh bạo lực dạng cứng tới 120 đánh bạo lực đây. Đọc là đọc sẽ tin đặt. Thì cái này nặng là 320 g, đọt là 3 ly 1, giá công khai là 1,3 triệu anh em. Đó, cái số 4 giá 1,3 triệu, hàng còn đẹp cho mọi người. Đây qua bát đề cao, bát đây qua Fuji nha mọi người. Rồi, giá 1,3 triệu cộng ship. Rồi, tiếp theo hôm qua cho anh em là mấy cây nhích biển nha anh em. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một cây cần máy ngang. Đó. Dạ anh em câu lên dứt đánh đánh lùa bạo lực. Thì cây máy ngang này là một cây cần của Mamiza. Đó. Hàng lên biết nha anh em. Mamiza. Thì cây này của hàng China xuất Nhật mọi người. Đó, China xuất Nhật. Mã code sức đầy đủ nha. Hàng cắm gốc. Chất liệu chất là carbon. Poi cực kỳ dày nha anh em. Đó. Thì cái này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1. Nè, thì cái này trang bị dàn phen là phen phen Fuji set cho anh em. Set đen hết nha. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nha mọi người. Ừ. Đây, đó. Bu set màu chè nha anh em. Dày cùi. Sau anh em kỹ tí phen ok hết trơn anh em, không lỡ lầm hỏng hóc gì hết. Fuji anh em đó, gỗ xít bát là bát Fuji tam hoàng, hàng cắm gốc dài 2m1. Thì cái này dài 2m1, nó tải mồi từ 1 UZ đến 3 UZ, rơi vào tầm khoảng từ 28g đến 84g nha anh em. Đó. Tải dây bia từ 0.8g đến 2.5g. Cái này nặng 250g, đọt là 2,7 ly. Rồi, giá công khai cây số 5 giá là 1,5 triệu nha anh em. Đó, cây số 5 giá 1,5 triệu. Zin gì nè, cái này dứt từ 2.5g 28g đến 84g. Cát thông số lên nè. Rồi, giá công khai cây số 5 giá là 1,5 triệu. Tiếp theo cây số 6. Cây số 6 là một cây thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó, cây thương hiệu của Mỹ. Wally Hill. Đây nè, Wally Hill. Thì cái này vẫn là một cây cần máy ngang, cần dít. Đó. Thì cây này anh em có thể đánh lóc cũng được, dạng đánh lóc bạo lực đó. Đánh lóc bông, lóc gừng. Phan vẫn là phiên bộ phan xít anh em, phan xít lô biển đánh bao lực, bu vẫn là bu Fuji màu chè anh em, phan ok hết nha mọi người, không lỗi lầm gì hết, keo nè rất là ok luôn. Cho phan anh em xem. Thì bát vẫn là bát Fuji tam hoàng hàng xe ben nha anh em. Thì cái này chiều dài nó vẫn là 2m1 nha nè, chiều dài là 2m1, độ cứng M. Thì cái này nặng là 350g, chiều dài là đọt là 2 ly 5. Đó, giá công khai 1,8 triệu nha nè. Cái này tải mồi ra tầm khoảng cây số 6 dít mát là 168g nha nè, dít mát 168g. BE thì là BE số 4 nha nè, tải dây BE số 4. Theo là cây số 7. Thì cây số 7 thì nó vẫn giống như cây số 6 thôi, đó. Nè, đó. Nguyên hai cây, thì cây này nó khác màu sơn thôi, đó. Cái này vẫn là một cây Wally Hill. Đó, Wally Hill.
thì dài 2m1, độ cứng vẫn là độ cứng M, phen vẫn là phen Fuxysit luôn, máy ngang. Bu là bu xích môi chè, phen là ok hết nha, phen keo là ok hết, không lỗi làm hỏng hóc gì đâu. Hàng cắm gốc máy ngang, bát Fuji tam hoàng. Thì cái này nặng là 350 gram, đọt 2 ly 7, dài 2m1, dài 2m1, tải mát cái này. Thì tải cái dây này, cây này tải be là be số 4 như nè, cây này lô mát là 168 gram, 168 gram nha anh em. Cây này giá là 1,7 triệu, cây số 7 giá 1,7 triệu nha mọi người. Cây lô mấy ngang, lên bạo lực. Tiếp theo sẽ lên cho mọi người là cây số 8 nha nè. Thì cây số 8 là một cây hàng full hợp nha nè, full hợp hàng cắm gốc. Cây đây, cây Ambu Hotin. Thì cây này độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH dài 1m98. Đó, hàng này hàng cho anh em săn hàng đánh lóc gực. Thì đem đọc thông số ở trước, thì cây này dài 1m98, nặng là 145 g. Đó, đọt là 1 ly 7, gốc là 19 chấm, gốc là 9.7. Thì cây này tải dây từ 10 đến 16 lb, tải mồi từ 7 đến 28 gram. Đó. Giá nó bán tại Nhật tầm khoảng 19.000 yên, giờ tầm khoảng gần 4,2 triệu tiền Việt Nam. Cái này full hợp full tối luôn nha anh em, nó full hợp full tối luôn, hàng Abu cắm gốc của Daiwa Hosting. Đó. Chất liệu là chất lượng carbon nha anh em. Thì miếng cây Abu hàng xịn sò, nó có miếng điểm để bát đây nè. Đó. Nhìn rất là chắc luôn nha anh em. Fuxi nha anh em. Bát Fuxi tam hoàng, phen là phen Fuxi Sit. Dòng Abu Hosting. Dòng này anh em đánh lóc gần săn hàng. Máy ngang nha anh em, hàng câu lua nha. Phen ok hết nha mọi người, phen ok hết, không lỗi lầm gì hết. Này dính bụi nè, lau chùi là hết. Nè. Rồi, cây số 8. Cây số 8 thì full hợp. Đó, có bao luôn. Thì cây này hàng cho anh em săn hàng. Rồi, giá cây này là cây giá 2 triệu anh em. Đó, cây số 8 giá 2 triệu. Một cây Abu cắm gốc. Đó. Anh em, đó. Anh em có thể lấy cái này đánh những cái địa hình này chống chảy như này. Đó. Cứng MH cắm gốc. Rất là đẹp nha anh em, cán là cán bằng nha. Đó. Rồi, giá công khai là 2 triệu nha anh em. Rồi, tiếp theo là cây số 9. Cây số 9 em lên cho người quản một cây Abu hàng full hợp. Thì cây này có mấy cọng dây bịch cần lại đây. Thì cây số 9 em lên cho người là một dòng Abu. Đó. Ocean Fish. Thì cây này dài là 1m. Cây này dài 1m98 anh em, dài 1m98, hàng cắm gốc. Đó. Dạng cái này dạng dứt biển rồi. Thì cái này dài 1m98, nặng là 180 g, đọt là 2 ly 3. Đó. Gốc là 13.1 nha anh em. Cái này tải mồi từ 7 đến 28 g. So với cần lua độ cứng nó ra tầm khoảng MH nha anh em. Đó. Tải dây từ 6 đến 14 lb, giá công khai nó bán tại Nhật nó ra tầm khoảng 26.000 yên, nó ra tầm khoảng gần 5,5 triệu từ Việt Nam đó nè. Thì giá nó để tại Nhật thì sao báo như vậy. Đây nè, cây Abu Hotin, cây Abu Ocean anh em, Ocean Tech, bát là bát Fuji tam hoàng mà gọi luôn anh em, phen là phen Fuji Tech chân cao.
cái này cực kỳ mới nha anh em, độ mới cái này là 95% nha. Cần lua thì độ cứng cái này có tầm khoảng MH thôi. Đó, hàng chuẩn cho anh em đánh lóc nha anh em. Đánh lóc không thành em đánh nhích biển cũng được. Nhích nhưng màu nhẹ. Sau kỹ fan cho anh em xem. Ok hết mọi người, đó, hàng cắm gốc. Đó. Ngoại hình ok, không lỗi lầm gì hết. Đó. Thì cho anh em kiểm tra hàng trước luôn, nếu hàng lỗi mà không giống clip lên thế này nè thì anh em trả về. Đó, hàng cắm gốc nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cái này. Đó. Giá công khai là 2.6 triệu nha anh em. Đó, cây số 9 giá 2.6 triệu. Hàng còn rất là đẹp nha mọi người. Đó. Phanxit. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần xích hàng của Daiko. Đó, một cây em đánh CNC. Bu là bu full CNC, nguyên bộ fan full CNC chân cao. Đó, fan 3 chân như nè. Nhìn bộ fan là ăn tiền luôn nè. Đó. Chịu khó soi từ từ cho anh em. Thì cái này một cây hàng nội địa, hàng Daiko anh em. Phôi cần Daiko nè anh em. Thì anh em đánh cần thì Daiko là anh em biết rồi, phôi nó khỏi chê vào đâu hết. Thì cái này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, tải mồi từ tải dây từ 6 đến 8 lb. Đó. Cái này tải mát được 2.5 kg nha anh em. Đó. Anh em diều cá thì tầm khoảng 50 kg là bình thường. Thì cái này cắt xin nó dứt lúa ra tầm khoảng 8 đến 30 g. Dứt là mát là 50 gram nha anh em. Đó. Xin gì cả. Mát là 50 gram. Đó. Một hàng đánh biển anh em, đánh biển dứt. Anh em có thể đánh lùa con lóc gần cũng được. Đó. Cứng ok anh em. Thì cái này nặng cái này nặng là 100. Cái này nặng là 195 gram, đọt là 21. Đó, thông số nó đây. Rồi giá cây số 10 giá 1.8 triệu nha anh em. Đó. Anh em có thể lấy đi lùa cũng được, lấy dứt biển cũng được. Đó. Một cây cần đa năng rất là ok anh em. Cây số 10 giá 1.8 triệu. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 lên cho mọi người là một cây cần còn full bao luôn. Cây này của cây cần full bao luôn, cây này tải 12 lb 2m4. Thì cái này hàng của Ức Ly nha anh em. Đó. Hàng cắm gốc đây. Đây nè. Ức Ly Tis. Đó, anh em là một thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó. Thì cây này dài 2m4 nha anh em, dài 2m4, 12 lb. Cái này tải 6 kg. Giờ tầm khoảng 6 kg. Hàng cắm gốc. Xe bên bắt Pussy ra bên nha anh em. Đó, tem vàng. Một cây đánh biển nha anh em. Đó, đánh biển câu đáy. Ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Khoan là khoan Pussy lỗi xám thôi, chứ không được Pussy set đâu. Đó. Được cái nó đẹp cực kỳ nha mọi người. Ức Ly. Bu là bu xít cho này, bu xít chống sắn. Thì cái này hàng này chia cho nên đánh biển sân hàng. Đó. Câu trên bè, trên thuyền. Đó. Câu đáy. Góc đây nè. Thì cái này nặng là 460 gram, đọt là 3.1 ly. Giá công khai 1.8 triệu nha em. Cây số 11 giá 1.8 triệu. Tiếp theo cây số 12. Cây số 12 em lên cho người là một cây mai ráp. Hàng còn túi luôn nha em. Cái Minecraft hàng còn tối luôn. Bộ phen nó bao ngầu rồi. Cái Minecraft này bộ phen bao ngầu rồi. Thì cái Minecraft bát là bát Pussy. Phen là phen Pussy Seed nòng súng. Phen đề ba là phen Pussy Seed nó để nòng súng ngược như nè. Đó, nhìn cực kỳ ngầu luôn nè. Ngầu trái bầu luôn.
mấy phần cho anh để đúng lại. Nguyên xin xăm để quậy cho anh em nha anh em. Đó. Buồn chống sáng full CC luôn. Chất liệu cho được carbon. Rồi kỹ về cho anh em xem nè. Ngoại hình còn rất là ok anh em, chạy xước rất là ít thôi. Đó. Rồi cho anh em xem kỹ nè. Phen nữa anh em, nhìn cực kỳ ngầu luôn. Cái này dạng một cây cần chích điển anh em, cần chích điển cắm gốc. Đó. Anh em có thể đến lô không được, săn săn hàng lô gốc lần, nóc gần. Hàng mai ráp, hàng mai ráp nè, chiên lùa khỏi bàn. Thì cây này thông số đây. Cây này tải mát á, được 60g nha nè. Đó, lô BSB 1.5 đến BS số 3. Đó. Cây này nhắc bổng được 2,5 kg nha nè. Đó. Nhắc bổng góc 45 độ á nè. Đó. Thì cái này nặng là 190g. Đọt là 2,3 ly, dài là 2m28 nha nè. Đó, dài 2m28. Giá công khai là 2,2 triệu nha nè. Đó, một hàng cho anh em đi câu dích biển nè. Đánh lóc cừng săn hàng, fan cực kỳ đẹp nha mọi người. Để con ngâm cũng rất là ok nè, fan fuji nè, càng đẹp nha mọi người. Đó, không có xước xác gì đâu, có bộ fan thì nó có thể mạ nó xước xác một tí nè, càng gốc thì ok hết. Mai ráp rồi, giá công khai cây này là 2,2 triệu anh em. Cây số 12 2,2 triệu. Tiếp theo cây số 13. Cây số 13 em lên cho người một cây cần Daiko, hàng vẫn full túi luôn nha anh em. Thì cây Daiko này cực kỳ đẹp luôn. Hàng này em lấy hàng trưng bày. Thì cây Daiko này là một cây Daiko dài 2m28. Một cây dích điển. Fan anh em, hàng cắm gốc. Bát là bát Fuji Tam Hoàng. Mà gòn luôn nè. Đó. Rất là đẹp nha nè. Phen là phen Fuji Sit. Phen Fuji Sit chân cao. Ngoại hình cây này đảm bảo anh em tầm khoảng 95%. Thì không được 95% anh em trả qua cho em. Đó. Buông ở đây. Đó. Phôi Daiko. Thì cây này là một cây hàng của Daiko anh em, hàng nội địa. Quá ngầu, quá ngầu luôn. Thì cây này là một cây cần Daiko dài 2m. Dài 2m28 nha anh em, dài 2m28. Tải mát từ 10 đến 12 lb. Đó. Cái này nhắc bổng được 4 kg anh em. Đó. Thì cắt trên cây này lua ra tầm khoảng 10 đến 15 đến 50 gram, GNC tầm khoảng 70 gram nha em, dít được 70 gram nha em. Đó. Càng cực kỳ đẹp nha mọi người. Em đánh dít biển câu đáy. Thì cái này nặng là 250 gram. Đó. Nặng 250 gram, đọt là, để mình xem coi, đọt là 2,7 ly nha anh em. Nặng 250 gram, đọt 2,7 ly. Rồi, giá công khai cây này là 3,2 triệu nha anh em. Cây số 13 giá là 3,2 triệu. Tiếp theo cây số 14 nha anh em. Cây số 14 cây cuối cùng UFM. Một cây Powerwood, một cây hàng thương hiệu của Mỹ nha anh em. Đó. Thì cây này vẫn là chiều dài là 2m. 2m28. Lua GNC á là 80Z. Gơ tầm khoảng 224 gram. Đó. Thì tải được 40 lb. BAB số 5, 40 lb, gơ tầm khoảng 20 kg. Đó, BA số 5 nha anh em, tải được như BA số 5 là phen, là phen gon nha anh em, phen gon lỗi ship nè. Đó. Cán lên nè. Bát Pussy Tâm Hoàng. Japan. Cán rất là chắc chắn luôn nha mọi người. Dưới đây là đối trọng nha nè. Cán nó cực kỳ chắc chắn luôn. Ngồi này.
Fan là fan Pulisic do anh em. Khỏi chè đâu rồi hết. Anh em, nó có chóc sơn cái này đây. Đó. Chóc sơn thì em báo chóc sơn. Rất là đẹp nha mọi người. Fan là fan Pulisic con. Đó, bột Pulisic màu chè luôn. Đó. Keo là ok hết nha mọi người. Tất cả keo chỉ đều ok hết. Không lỗi lầm. Càng còn ngoại hình ok nè, rất là đẹp luôn. Hàng này hàng chia nên đánh đáy nè, có bạo lực rồi. Thì nó tải mồi rất là cao nè, tải mồi đến 224g nè. Tải dây về số 5. Rất là cứng nha mọi người. Đó, hàng này đánh đáy sân hàng. Thì cái này nặng là 420g, đọt là 3 ly 3. Đó, dài là 2m28. Giá công khai cây số 14 giá là 2.8 nha nè. Rồi, đó tổng cộng 13 cái càng em lên trên hôm nay. Nếu em ưng kênh nào chốt đẹp số nào em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn em.